Là một trong những khách mời đặc biệt tham dự mini show ra mắt dự án Love Song của Hồ Ngọc Hà vào tối 19 tháng 8 năm 2020 dưới hình thức online, Trấn Thành liên tục ca khiển nữ ca sĩ về hạnh phúc mới, trong đó không quên nhắc khéo đến người tình Kim Lý. Tuy nhiên, cô vẫn cười vui vẻ, thậm chí gọi Kim Lý là chồng, ông xã. Khi nam MC cố tình ghép ca khúc Anh bây giờ nhạt quá dành cho Kim Lý, thì Hồ Ngọc Hà còn đùa lại. May mà ông chồng mình không hiểu tiếng Việt. Hồ Ngọc Hà cho biết hiện Kim Lý đang học tiếng Việt và chưa hiểu hết những gì mọi người nói. Đặc biệt, nói với MV sắp ra mắt, Trấn Thành không quên hỏi khó chuyện tình cảm. Tại sao bạn đang viên mãn hạnh phúc trong tình yêu mà lại đặt tựa đề là càng trưởng thành càng cô đơn? Mặc dù đôi lúc Hồ Ngọc Hà phải thốt lên, liệu mình có đang mời nhầm người không vậy, nhưng cô cũng thành thật trả lời. Hà hát bằng một cái sự trưởng thành hơn và hoàn toàn rất là nhẹ nhàng. Cái sự cô đơn này mình chấp nhận. Đến cuối cùng dù mạnh mẽ hay như thế nào cũng phải có một người bên cạnh để chia sẻ. Vì điều đấy cuối cùng nó cân bằng được trong cuộc sống. Ngay cả bản thân Hà bây giờ Hà cũng muốn một cái sự bình yên cho cuộc sống của mình. Chứ Hà cũng không có muốn ngang tàng, ương bướng một bản năng nữa. Vì thời gian nó sẽ hẹp dần. Bên cạnh một số anh em đồng nghiệp thân thiết, Kim Lý cũng có mặt từ sớm tại buổi quay hình để ủng hộ bạn gái. Ở buổi livestream trước đó, trước câu hỏi vui của MC là nếu Kim Lý thắc mắc sao đang yêu lại hát buồn thì phải trả lời thế nào, Hồ Ngọc Hà hay hớt đáp: thắc mắc lại cho lên đường vì đây là công việc. Trong lúc đang lên livestream, người hâm mộ còn tinh ý nhận ra việc Hồ Ngọc Hà lấy tay xoa bụng nhiều lần. Hành động này càng khẳng định tin đồn nữ ca sĩ đang mang thai là có thật. Theo một nguồn tin riêng, hiện cô đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ.